Chào mừng quý vị đến với bản tin nông sản ngày 14 tháng 4 của HCT. Sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Về tin tức nông sản chung, giá lúa mì tăng vào sáng thứ Sáu sau khi Nga đưa ra những nghi ngờ mới về việc gia hạn thỏa thuận Biển Đen cho phép Ukraine tiếp tục vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp. Giá đậu tương giảm mặc dù thiệt hại được hạn chế do lo ngại hàng hán nghiêm trọng làm giảm sản lượng tại Argentina. Nga hôm thứ Năm cho biết sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển đen do Liên Hợp Quốc làm trung gian sau ngày 18 tháng 5, trừ khi phương Tây loại bỏ một loạt trở ngại đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phật bón của Nga. Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario của Argentina hôm thứ Tư tiếp tục cắt giảm dự báo về sản lượng thu hoạch đầu tương niên vụ 2022-2023 xuống còn 23 triệu tấn, giảm so với mức 27 triệu tấn ước tính trước đó do hạn hán lịch sự ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp của nước này. Về việc vụ mùa kỷ lục tại Brazil, Brazil dự kiến thu hoạch lúa mì và ngô kỷ lục trong niên vụ 2023-2024, nhưng vụ gạo của nước này được dự báo sẽ ở mức thấp nhất trong 25 năm do hạn hán kéo dài ở khu vực sản xuất chính và lợi nhuận thấp cho nông dân theo báo cáo của USDA. Báo cáo cho biết, sản lượng ngô được dự báo là 133 triệu tấn, tăng 6% so với ước tính 125 tấn trong năm 2022-2023. USDA dự báo sản lượng lúa mì trong năm 2023-2024 là 11 triệu tấn, tăng so với ước tính 10,6 triệu tấn trong năm nay. Diện tích thu hoạch cũng được dự đoán sẽ đạt kỷ lục 3,2 triệu hecta, tăng từ 3,1 triệu vào năm 2022-2023. Tuy nhiên, sản lượng gạo được dự báo sẽ giảm xuống 10,13 triệu tấn, giảm từ 10,3 triệu trong năm 2022-2023. Tiếp theo là sản lượng nghiền đầu tương của Mỹ. Các nhà phân tích cho biết, sản lượng nghiền đầu tương của Mỹ có thể đã tăng lên mức cao nhất trong năm tháng vào tháng 3 khi tốc độ chế biến tăng trở lại sau thời gian ngừng hoạt động liên quan đến thời tiết. Các thành viên NOPA đã ước tính đã nghiền 183,411 triệu dạ vào tháng trước, theo ước tính trung bình của 10 nhà phân tích. Con số đó so với 165,414 triệu dạ do các thành viên NOPA xử lý vào tháng 2 và con số 182,465 triệu dạ vào tháng 3 năm 2022, hiện là mức lớn nhất được ghi nhận trong tháng thứ ba của các năm. Các ước tính cho vụ mùa tháng 3 năm 2023 dao động từ 180,700 triệu đến 188,500 triệu dạ, với mức trung bình là 182,938 triệu dạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin nông sản của HCT. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.